Hey yo, xin chào các bạn nha. Và nghe bây giờ các bạn nhìn vô màn hình đi, các bạn ơi, thấy gì đây không? Hai tay tình đang đối đầu với nhau các bạn à. Và một tay tình là ở phe tốt, còn tay tình này là ở phe xấu nha các bạn. Đây chính là tay tình cameraman, còn bên đây chính là tay tình mic Roman nha các bạn nha. Và anh ấy đang bị những cái đầu lâu ác quỷ điều khiển nè các bạn à. Một người chiến đấu cho địa ngục, còn một người chiến đấu vì anh em. Để coi là liệu trong cuộc chiến này ai sẽ là người giành chiến thắng nha các bạn. Ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng vô coi bộ phim Skibidi Toilet The Skibidi World mới đúng, tập thứ 104 nha các bạn nha. Rồi ok, nghe bây giờ nhớ cho video này một nút like nhé. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Và chúng ta bắt đầu video nào. Let's go baby. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vô coi video luôn nha các bạn nha. Nhớ cho video này một nút like nha các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu nào. Và các bạn nào muốn mình coi video gì ở trên kênh J Gray Reaction này thì các bạn hãy nhớ bình luận phía dưới cho mình biết nha các bạn nha. Dạo gần đây có một số bạn bình luận là mình xem cái gì Noob Experience hay cái gì á các bạn à. Để các bạn, nếu như các bạn muốn thì ngay bây giờ cho video này nhiều nút like để mình làm video đó nhé. Còn bây giờ thì vô coi video thôi, nó nhiều quá. Ok. Ok, Skibidi by Dao Full Bomb. Wait what? Vừa mới vô phim luôn. Và ông tay tình Microman này bắn nguyên một cái lỗ kìa các bạn. Bự chà bá. Wait what? Ông sẽ làm gì đây? Ủa ông tính làm gì hả các bạn? Ông đục cái lỗ xong ông cho nguyên quả bơm vô. Và ông giết hết tất cả những người anh em của ông là tộc Micro. Và đây là một con Skibidi bị điều khiển. Súp anh. Wait what? Nó nói tiếng Việt hả? Vậy là chúng ta đã xem cái video đó thông qua một cái máy tính bảng các bạn ơi. Đây nè, tụi Skibidi đang hoành hành ở đây nè. No, God, please, no, no, no. Và có một con nhìn cái tụi này ghê quá các bạn ơi. Đôi mắt của nó chuyển sang màu xanh lá, chứng minh cho một chuyện nó đang bị thao túng tâm lý, thôi miên điều khiển từ một tên chúa tể địa ngục nha các bạn nha. Nhìn cái mặt của nó à. Ê sao mà mình nhìn cái mặt của nó mình thấy nó giống như là cái con gì á các bạn ơi. Nhìn nó giống như là mấy cái con mà dữ ở trong rừng á các bạn. Giống lắm. À mấy đâu còn là mấy con cẩu lương á. Ủa cẩu lương là cơm chó mà không phải nha các bạn nha. Mấy con là mấy con nói chung là cái gì á, hải cẩu á, không phải hải cẩu. Cái con gì mà nó ghét với lại con sư tử á, mà nói chung là con nó nhìn giống lắm. Hả? Mày ngu, tay tình cameraman tới nè. Mày hả bưởi, bắn nhột viên té luôn. Đại ca đã tới rồi các bạn ơi. Tụi Skibidi bắn không si nhê ảnh luôn các bạn. Làm gì đây hả em? Lại đi anh biểu coi. Bắn thì là dè nè. Khóc đi. Ủa đằng sau kìa anh ơi. Thằng Skibidi đầu chọc. Mày chết đi. Cho hai gì? Wait what? Titan Microman. Ông giật cái tên lửa trên vai của anh xong rồi ông chưởng ngược lại vô người của anh các bạn. Coi nè. Ông giật cái tên lửa trên vai của anh ra nè các bạn ơi. Nhìn bên đây nè. Đây có một đống tên lửa nè. Nó giật ra. Xong mới lấy tên lửa nó tông vô lại vô đầu của ảnh luôn. Trời thốn nha. Có sao nên cao đâu men. Anh không sao đâu G-Gray. Wait what? Cây kiếm có tên lửa luôn hả? Dữ vậy. Ôi kiếm mình đâu có tiêu rồi. Bắn mày. À nó có khiên nữa các bạn. What the hell? Cây kiếm mày của Titan TV Man mà. Cây đồ lông đao. Thằng này ăn cấp chiêu nữa. Ơ cái đồ lông đao của tôi. Ở lông của Titan TV Man. Trời. Cái đụng đao này mạnh quá các bạn ơi. Hắn ta có khả năng dùng sóng âm hay gì? Phun lửa nè con. Ngu. Wait what? Nó bật sóng âm các bạn ơi. Và nó chém kìa. Có sao không vậy? Ôi bị hư mất xịt lửa rồi kìa các bạn ơi. Titan Microman mạnh quá. Rồi xong luôn, vũ khí trên tay của Titan Cameraman đã nổ tung các bạn à. Anh có sao không anh? Anh gật đầu, anh kêu anh không sao đâu G-Gray, bấm nút like cho là được. Ok, ngay bây giờ các bạn bấm nút like cho ảnh nha. Cố lên ơi, đừng thua nha. Let's go baby. Rồi hai người cùng nhau bay lên rồi. Oh my god. Chắc chuẩn bị bắn tiêu nguyên tử các bạn ơi. 3, 2,
người thắng đây. Ôi quay mẹ đẹp tay tình cameraman chơi tiệt chiêu bắn cây súng trên vai. 3-1 không chột cũng què nha con. Mày thua rồi, Titan Microman. Bắn vô lỗi năng lượng của hắn đi anh. Bye bye, easy game. Nằm im đó, u găm cây dao vô trong vai luôn. Đứng yên để anh gỡ ký sinh ra giùm cho. Nice. Què quá, nó giật cái kiếm ấy luôn kìa bạn. Ai? Nó tông vô cái đầu của anh cameraman. Quầy quá, anh ơi coi chừng. Tụi nó đấm rồi các bạn ơi. Nó đấm liên hoàn trưởng luôn, bắn tiêu nguyên tử nè. Nó vẫn muốn đấm anh ấy, gọi nó đấm được 2 cái, đấm 3 cái, đấm 4 cái. Độ lông đao một lần nữa hả, ai dục. Quầy quá. Ê, cái vũ khí đó của anh, Titan TV Man đã đến. Ủa cái gì vậy? This toy will end là cái gì anh nè, anh ta tình team em nói gì vậy chạy? This toy the end for you có nghĩa là gì? Mình nghĩ chắc là this is the end for you quá các bạn ơi. Có nghĩa là ngay bây giờ là lúc để bạn tiêu đời các bạn à. Wow, công nhận cái tập phim này quýnh lộn hay thiệt cái chứ. Và đây cũng chỉ mới là phần 1 mà thôi nha các bạn nha. Chúng ta còn có phần 2 nữa. Rồi ngay bây giờ mình sẽ coi lại trận đấu này, hai người này quýnh nhau đúng hay luôn. Coi nè, hai người này quýnh nhau cực gắt nha các bạn nha. Đúng là hai nhân vật Titan từng là anh em với nhau cho nên là ngang sức ngang kèo. Nhưng mà theo như mình thấy thì có vẻ như là cái tên Titan Microman hắn ta mạnh hơn một chút xíu. Coi nè, tại vì nó được nâng cấp rồi các bạn, nó được nâng cấp sức mạnh của ác quỷ địa ngục rồi. Nhưng mà tên Cameraman cũng rất là giỏi. Let's go, rút kiếm ra. Ok, kiếm bây giờ nó có chiêu mới, nó có tự xịt lửa và hai vô cái tay luôn các bạn. Wow. Thì nếu như bây giờ mà ảnh biết thông minh á, ảnh sử dụng cái cây kiếm để phóng cây kiếm tự bay vô đâm đối thủ luôn các bạn ơi. Như vậy mới là đỉnh á. Đỡ lại. Hai người tuyệt chiêu y chang như nhau luôn. Nhưng mà thanh niên thì có đồ lông đao ở trên tay, ăn cắp của Titan TV Man. Chơi mà chơi ăn cắp. Trời ơi, quải trưởng. Phun lửa thần trưởng. Boom. Phun lửa vậy mà không suy dơ luôn các bạn, đúng là Titan. Rồi lúc này nó chém anh Titan cameraman 2 cái nhưng mà anh cũng không suy dơ gì nhiều các bạn à, chỉ bị hư cái đồ phản lực thôi đó, rồi hư luôn cái súng phun lửa. Nhưng mà tịnh nói chung là không có bị suy dơ gì hết, vẫn còn nguyên, vẫn còn khỏe re, còn gật đầu chúng ta một cái mà các bạn. Nè khúc này coi đã nhất luôn. Đấy, Son Goku quýnh lộn với lại Vegeta. Xem nha, Kamehameha. Wow, let's go. Khúc này tình cameraman chơi ăn gian nha, chơi mà chơi bắn tinh tia laser. Thôi kệ, phe tốt như vậy là ok, ai biểu nó không có tia laser tiến thêm gì đúng không các bạn. Sao ai mạnh hơn hả em? Lại đi anh biểu. Nhưng mà nó cũng tính ra cũng mạnh đó các bạn. Nó bị đâm một cái gì mà nó vẫn còn gỡ nát cây kiếm mà được luôn. Wait what? Ảo ma Canada thiệt á. Mày hả bưởi? Bắn từ laser nó cỡ này mà nó không si nhê luôn các bạn. Đúng là bị điều khiển có khác, không biết đau là gì. Mọc qua được cây kiếm nè. Đưa cây kiếm này cho anh. Cây kiếm này là của Titan TV Man mà, đúng rồi. This is the end for you. Hold up. Xem xong cái tập này thì chúng ta đã nhận ra được một điều, đó chính là anh Titan Microman này á là khả năng tấn công cận chiến của ảnh cực kỳ giỏi luôn. Còn Titan Cameraman thì tấn công từ xa bằng tiêu nguyên tử nha các bạn nha. Ok các bạn à. Vậy là ngày hôm nay chúng mới vừa xem xong bộ phim The Skibidi World tập thứ 104 phần 1. Các bạn thấy có hay không? Hay thì nhớ cho video này một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.